ăn móc chiếc Lenovo LOQ phiên bản cực kỳ tiết kiệm này. Với bản này thì mình sẽ ship cho bạn Minh Toàn ở quận 2 Hồ Chí Minh. Bạn Toàn ấy thì hàng của bạn về với mình nhé, thì luôn luôn là nguyên đang nguyên kiện mà nhé. Chiếc này vừa về xong là mình chưa ăn bóc và cài cho bạn trước, thì bây giờ ở trong vít này mình sẽ ăn bóc và cài cho bạn luôn. Yes. Thì chiếc này thì sẽ có cấu hình là i5-12450HX. Thì với con chip này sẽ có là 4xP và 4xE, và có tổng số luồng là 12 luồng bạn ạ, 4xP và 4xE. RAM sẽ là 12GB, SD512GB. Cạc đồ họa con này sẽ là cạc ARC A530M. Một lát nữa thì mình sẽ nói thêm cho bạn một số thông tin về cạc này. Và màn hình của chiếc này sẽ là màn hình 15.6 inch Full HD, và với màn này sẽ là được 144Hz và 100% sRGB. Ok, thì bây giờ mình sẽ unbox cho bạn nhé. Còn về giá trung trận nó phân phối với chiếc LOQ này với cấu hình này là 15.790.000 các bạn nhé. Và hàng mới 100%. Ok, bây giờ mình sẽ unbox cho bạn xem. Với những bạn có tầm giá vừa phải thì các bạn có thể mua mẫu này rồi, hoàn toàn có thể chơi các cái tựa game nhẹ cơ bản, Order Set 2 chơi thoải mái. Còn đối với game 3 thì anh em hạn chế chơi nhé, bởi vì chiếc cạc này là sẽ phù hợp với những game LOL cơ bản thôi, LOL này, Set 2, kiểu đấy, FIFA chơi thoải mái. Con này có VRAM là 4GB. Chỉ cần chất là 230W. Con này là 108. Con này chạy sạc là 108W. Bạn Minh Toàn nhé. Thì đây sẽ là mặt A của bạn nhé. Chiếc này thì bạn có thể xem nhé, mới 100%, không hề có móc vỡ gì nhé. Còn đây, ở hông bên trái của mạng dòng này thì không có cổng nào đấy, bởi vì là tất cả khe gió đây bạn xem, không cổng nào, khe gió đặt hết về phía sau rồi. Đây sẽ là cổng sạc này, đây cổng USB Type A này, cổng LAN này, HDMI này, cũng Type A này. Còn ở hông bên phải đây cũng có một cổng USB Type A này, jack cắm tai nghe 3.5 này, đây tắt bật che cam này, đây cổng C này. Đấy, bạn xem nhé, không hề có móc vỡ gì nhé. Đây mặt trước của máy này. Đấy. Ok, đây mình sẽ mở màn hình ra cho bạn. Chiếc này thì với cấu hình là đủ để chúng ta trải nghiệm game ở mức cơ bản, không phải game 3 nhé, nó không phải thế mạnh của nó. Như cái này thì mình sẽ đặt ra lại hết. Với màn được cái màn của chiếc này với mức giá trên 15 triệu là bạn đã được một đợt 100% sRGB rồi. Đơn toàn nhé, mình đã tiến hành khởi động máy với các bạn rồi. Thì logo Lenovo này, đằng sau này được cái mức nguồn đẹp, có logo sáng đẹp, có phím Windows Copilot đầy đủ. Và đây sẽ là phiên bản là hàng nhập Mỹ các bạn nhé. Trung trần đang phân phối với giá 15.790.000, mới 100%. Ok, bây giờ mình đang trong quá trình bung win nha các bạn. Vâng bạn ạ, Trung trần đã tiến hành bung win ra cho bạn rồi. Đây sẽ là win 11 bản quyền theo máy bạn nhé. Thì đây sẽ là cấu hình của máy bạn ạ. Các bạn có thể xem nhé, thì chiếc này sẽ chạy chip là i5-12450HX. Thì với con chip này sẽ có 4xP và 4xE, tổng nó sẽ là 12 luồng bạn nhé, 4P và 4E. Cái quan trọng nhất của nó là được 4xP, mỗi nhân P thì sẽ có 2 luồng, vậy thì tổng nó sẽ được là 12 luồng cộng với cả 4 luồng của 4xE. Tiếp theo là đến RAM, con này sẽ là RAM 12GB nhé. Với chiếc này thì sẽ có 2 slot RAM và đang lắp là một thanh 12GB nhé, và bớt ra là 4800MHz. Tiếp theo đến ổ cứng của máy, sẽ ổn SD512GB. Cạc Wi-Fi của máy sẽ là Wi-Fi 6, và cạc onboard của máy sẽ là cạc Intel UHD Graphics. Ngoài ra thì chiếc này sẽ chạy cạc Intel ARC mã là A530M. Thì với chiếc cạc này thì bạn chú ý này, nếu mà xét về hiệu năng so với cả, tức là cái điểm số mà chấm điểm format phần bằng phần mềm format so với cả chiếc RTX 3050 có VRAM 6GB, thì chiếc cạc này nó sẽ kém hơn khoảng 20%, kém hơn nhé. Đấy, điểm nó sẽ kém hơn khoảng 20% so với chiếc cạc RTX 3050 có VRAM 6GB. Đấy, và cũng một chú ý nữa là đối với cạc này ấy, thì nhân X-Core
của A530M chỉ có 12 nhân thôi. Đấy, còn trong khi đó bạn có thể lấy cái hệ quy chiếu là RTX 2050 cũng đã có 32 nhân X-Core rồi. Cho nên ấy, là khi nào mà bạn muốn trải nghiệm game mà có sử dụng hiệu ứng ray tracing ấy, thì nó cũng không phải thế mạnh của chiếc card này. Đấy, còn đâu là với card này thì anh em hoàn toàn có thể chiến các game LOL này, CS2 thoải mái, FIFA Online cũng thoải mái luôn. Tiếp theo thì đến sẽ là màn hình của máy nhé. Về màn hình của máy thì mẫu này thì sẽ là 1920x1080, sẽ là có độ phân giải là Full HD bạn nhé, và có tần số quét là 144Hz. Ngoài ra các bạn thể nhìn ở đây này. Đấy, mình cũng đã đo bằng phần mềm cân màu chuyên nghiệp thì đối với giải màu sRGB thì đạt 93% sRGB, giải màu NTSC đạt 67%, ok, còn giải màu Adobe RGB thì đạt 72% Adobe RGB, rất là tốt rồi. Giải màu DCI-B3 thì đạt 72% DCI-B3. Ông Toàn ạ, thì mình cũng đã đo vào về màn hình này. Thì các bạn có thể xem là với một chiếc máy khoảng trên 15 triệu, cụ thể là hiện tại bên trung tâm thành phố là 15.790.000 thì với được cấu hình như thế này cực kỳ tốt rồi. Đấy, thì về màn hình như thế này thì mình đánh giá là loại khá nhé, và rất là tốt ở trong tầm giá. Với màn hình như thế này thì bạn hoàn toàn có thể học tập và làm việc rất là tốt. Ngoài ra nếu mà bạn muốn trải nghiệm game thì với mẫu máy này thì mình thấy là các game kiểu là game LOL này, CS2 này hoặc là FIFA Online là chưa thoải mái luôn, là bạn có thể chơi giải trí thoải mái. Còn các bạn có thể hạn chế các cái game mà có hiệu ứng ray tracing, bởi vì đấy không phải thế mạnh của nó. Còn các game 3A như là Elden Ring hay là Cyberpunk 2017 thì không, thì những game đấy thì sẽ không dành cho máy này nhé. Ok, tiếp theo thì Trung Trần sẽ tiến hành cài đặt nốt một số phần mềm và Trung Trần sẽ ship đến tận nhà bạn Toàn ở Hồ Chí Minh. Một lần nữa Trung Trần xin cảm ơn bạn Toàn và xin cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng của Trung Trần.